Ở Mỹ không mặc nội y ra ngoài rất nguy hiểm, nhưng có một nghề lại là ngoại lệ. Nữ cảnh sát không mặc nội y xinh đẹp này đang tuần tra. Không ngờ một người áo đen đang lại gần cô. Đối phương cách cô ngày càng gần, đột nhiên rút súng ra bắn cô một phát. Nữ cảnh sát lập tức mất mạng tại chỗ, còn hung thủ lại nghênh ngang bỏ trốn. Chị An hỗn loạn như vậy cảnh sát hết cách. Nhưng hôm đó một nhân vật mạnh đến, cảnh sát địa trung Hải Tom, từng chỉ dùng một cây gậy đánh chết 73 người. Mấy tên côn đồ đang trộm xe lại đột nhiên bị Tom đánh. Họ cầm vũ khí cảnh cáo Tom, này mày nhiều chuyện quá đấy. Tom cầm gậy lên đập một cái, anh vốn muốn dạy dỗ chúng đơn giản, nhưng đối phương lại móc dao ra. Bọn côn đồ uy hiếp nói muốn cạo cho Tom thành chọc đầu. Điều này trực tiếp động vào nỗi đau của Tom. Chỉ thấy anh dùng lực một cái, một đòn chí mạng đánh hắn ta từ đó mất hết công lực. Nắm đầu đập một cái, để ngăn cản mấy người tiếp tục làm chuyện ác. Tom còn thu dao của họ, nhưng không ngờ hành động chính nghĩa này của anh lại bị truyền thông xuyên tạc thành chấp pháp bạo lực. Hôm sau lên trang nhất, cục trưởng cảnh sát tức nghiến răng nhưng không có cách nào với Tom. Chỉ vì Tom có tỷ lệ phá án cao nhất đồn, vì thế cục trưởng liền giao vụ cảnh sát nữ cảnh sát giao cho Tom. Nhưng khi Tom đến hiện trường điều tra lại mưa to, trực tiếp trôi hết tất cả manh mối. Nhân chứng duy nhất cũng chỉ nhìn thấy bóng hình hung thủ. Nhất thời vụ án rơi vào bế tắc. Để mau chóng phá án, cục cảnh sát điều tới cảnh sát cấp cao hỗ trợ Tom. Nhưng khi họ gần như huy động toàn nhân viên cũng không tìm ra manh mối, hung thủ lại bắt đầu gây án. Hắn ta thanh thiên bạch nhật thách thức cảnh sát. Khi cảnh sát mặt sững sờ, anh ta móc súng bắn vào đầu, sau đó mau chóng rời khỏi hiện trường. Cả quá trình không ai nhìn thấy hắn vô cùng ngông nghênh. Trước khi gây án hắn gọi điện cho một phóng viên, nói mình phải giết 8 người cảnh sát, hy vọng thông qua phóng viên tiết lộ khiêu khích cảnh sát, mà phóng viên cũng có thể vì vậy thăng chức tăng lước. Phóng viên biết đây là cơ hội tốt, lập tức đồng ý. Dưới báo cáo của anh, dư luận xã hội hoàn toàn bùng nổ. Vô số anh hùng bàn phím bắt đầu gây áp lực cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát qua mấy ngày điều tra vẫn không có manh mối. Hết cách, Tom đành điều tra thông qua thủ đoạn không chính quy. Anh từ miệng một người lang thang biết được, mấy hôm trước có một người tên Vai đốt chết một chó nghiệp vụ ở một phòng gym và tung video lên mạng. Vai đáng nghi này rất có thể chính là hung thủ liên hoàn. Nói xong, người lang thang đòi Tom thù lao. Tom nghe xong liền cười, nói anh chỉ dựa vào manh mối không rõ này đã muốn đòi tiền, tung một đòn dạy người lang thang làm người cho tốt, sau đó quay người để lại người lang thang thanh toán. Tom và thanh tra cao cấp lập tức tìm được nhà Vai, lấy lý do giết chó nghiệp vụ cưỡng ép lục soát, nhưng cuối cùng không tìm được bất cứ manh mối nào. Nhưng trước khi đi, Tom đột nhiên nhận ra Vai, một năm trước vì trộm cắp, bị Tom đánh cho một trận, còn video đốt chú chó Vai nói không biết, mình chỉ phụ trách đăng lên thôi. Hết cách, hai người chỉ có thể cảnh cáo một hồi rồi đi. Nhưng họ vừa đi xong, Vai đã cầm vũ khí ra ngoài, mà cảnh này bị người lang thang ở một góc nhìn thấy. Ông ta tìm trong thùng rác khu Vai sống, tìm được một hóa đơn đỗ xe. Một bên khác, Vai tìm đến nhà một cảnh sát già nghỉ hưu, lấy lý do sửa ống nước lừa ông mở cửa. Tuy cảnh sát già thân thủ nhanh nhẹn, nhưng dù sao tuổi già sức yếu, cuối cùng bị Vai giết chết. Cuối cùng Vai lấy đồng phục cảnh sát và tiền, rồi đốt cả căn nhà mãn nguyện rời đi. Làm xong những chuyện này, gọi điện cho phóng viên ngay cạnh cảnh sát, nói mình đã giết chết người cảnh sát thứ ba. Người lang thang theo hóa đơn đỗ xe tìm đến xe của Tom. Tom vẫn lập tức phát lệnh truy nã Vai, mà lệnh truy nã vừa phát lập tức có người cung cấp manh mối. Đột nhiên Tom lên sân thượng phát hiện Vai chạy trốn, lập tức nhảy qua lan can, nhảy qua các mái hiên và bức tường các tòa nhà, từng chút kéo gần khoảng cách với Vai. Vai thấy mình chạy không thoát định giao đấu với Tom, chỉ thấy Tom bước nhanh về phía Vai, định đánh tên tội phạm giết người này. Không ngờ lúc này cảnh sát đột nhiên tới, hợp lực ngăn cản Tom bộc phát, còn Vai hai tay ôm đầu lộ ra biểu cảm khinh thường. Sau khi vào tù, Vai lại rất thoải mái, vì Tom vốn không có chứng cứ phạm tội của hắn, chỉ cần qua 48 tiếng họ phải thả người. Thời gian cứ trôi qua, Tom dùng cách khích tướng, anh miêu tả quá trình năm đó đánh Vai lại một lượt, hy vọng chọc tức Vai khiến hắn khe hở, nhưng Vai vẫn cười đều. Hết cách, Tom đành rời đi, còn Emma tận mắt thấy Vai giết người tinh thần suy sụp, bắt đầu phát điên, may mà Tom dùng nước lạnh để cứu cô. Nhìn từng người bên cạnh bị Vai hại, Tom phẫn nộ khác thường, vì thế trong lòng anh có một kế hoạch điên cuồng. Sau 48 tiếng cảnh sát phải trơ mắt thả Vai, còn Vai rất khoa trương được các phóng viên vây chặt rời đi. Mấy hôm sau, Tom tham gia tang lễ của cựu cảnh sát, không ai chú ý đến Vai mặc đồng phục của cựu cảnh sát, trắng trợn trốn trong đám người. Hóa ra Tom sỉ nhục trước đó không phải không có tác dụng. Vai ghi hận trong lòng, quyết định giải quyết Tom trước. Lúc này Tom đột nhiên nhận được một tin nhắn, vì thế liền vội vàng rời đi. Nhưng anh không hề chú ý phía sau Vai mặt đầy sát ý, hắn đi theo Tom đến một bãi đỗ xe, cuối cùng chặn Tom ở trên sân thượng. Nhưng khi Tom quay người, Vai mới phát hiện anh là Potter. Đột nhiên Tom đánh rơi súng của Vai, rồi đánh một cái vào đầu hắn.
khiến vai mặt đầy máu. Vai rút dao trên chân ra nói muốn chơi cùng Tom, nhưng đánh nhau thì Tom chưa từng sợ ai, đánh một cái vào mông hắn, xoay gậy sắt trực tiếp đánh lên mặt, một phát đánh rơi dao rồi đánh vai ngã xuống đất, nhưng vai lại không hề sợ, ngược lại còn cười ngạo Tom, nói mày đợi hôm sau bị tao xử đi. Nhưng Tom không trúng bẫy, anh nhận lấy súng của Potter, nhìn thấy cảnh này vai phẫn nộ, nói mày là cảnh sát không thể nổ súng. Tom nói với hắn, hung thủ đó cũng chuyên gờ yết mặc cảnh sát mặc cảnh phục, giống như mày bây giờ vậy. Coi như giết mày thì người khác cũng chỉ tưởng là hung thủ đó làm. Vừa nói xong Tom bắn súng kết liễu vai. Vai chết đi, vụ án này cũng hoàn toàn biến thành án chưa giải quyết. Mấy hôm sau Tom kéo hai con chó mặt xệ. Anh phải khiến tên phóng viên xấu xa này bị trừng phạt thích đáng.